Tổng thống Afghanistan cáo buộc Hoa Kỳ thông đồng với phe Taliban, tin từ Kabul. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày hôm nay là đã cáo buộc Hoa Kỳ thông đồng với Taliban sau hai vụ tấn công đánh bom tự sát do Taliban nhận trách nhiệm khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đến thăm đất nước này. Tổng thống Karzai nói là những vụ nổ bom ở Kabul và Khost không phải là Taliban muốn thể hiện quyền lực sang nước Hoa Kỳ, mà là dấu hiệu cho thấy họ vẫn còn ở Afghanistan. Sau khi bị ông Karzai chỉ trích, Tổng tư lệnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế gọi tắt là ISAF và lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, tướng Joseph Dunford trả lời rằng những nhận xét của ông Karzai có thể là cho những phản ứng tiêu cực của những người dân đối với binh sĩ Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của ISAF là chuẩn tướng Gunter Cass cho biết là tướng Dunford đã đưa ra lời khuyên rất thận trọng, đặc biệt là nếu thương vong gần đây nhất cần phải được đưa ra xem xét cẩn thận. Khi chỉ còn một năm nữa là tới ngày bầu cử tiếp theo, Tổng thống Karzai hy vọng cách nói chuyện cứng rắn của ông sẽ giúp xóa tan hình ảnh của một Karzai con rối trong tay của Hoa Kỳ.